Hello, chúng mình quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với video clip Văn Tùng tiếp tục cùng các bạn reaction cái buổi solo giữa sọc của với Zeroth anh em nhé. Solo 500 hiệp thì thôi. À, lần trước thì có một bạn fan yêu cầu Văn Tùng reaction còn ngày hôm nay thì là Uh, chính chủ Zeroth yêu cầu Văn Tùng reaction tiếp bởi vì hôm trước là thua sọp hơi động Ngày hôm nay thì solo chắc là cũng được uh, vài game thắng Nên là yêu cầu Văn Tùng là có gì anh reaction thêm Thì ok, uh, theo như uh, yêu cầu của chính chủ cái video clip lần này Thì chúng ta sẽ cùng xem xem là ngày hôm nay Tỷ số giữa sọp và Zeroth sẽ là bao nhiêu với các kẻo đấu sĩ khu đường trên Như là Zach Fiora và cả Irelia nữa nha anh em nha Let's go Ok tiếp tục cái series hôm trước Hôm trước thì mình đã xem đến đây rồi hôm Nay xem tiếp anh em nhé Cùng xem xem là hôm nay thì chỉ còn một game trong cái kèo Aatrox và Jack nữa mà thôi Kèo này hôm trước mình đã phân tích rất là kỹ rồi Jack đánh mạnh ba level vào đầu Đánh đến quay thứ tư Proxy Proxy xong quay thứ tư Bấm B về đi bộ lên trên Đánh quay đến từ level 5, level 6 khó quá Thì đánh sau đó thì đến level 6 thì về TP lại Xử lý lý thuyết là như vậy đấy Nhưng mà bạn phải xử lý khéo ba level đầu nhá ba level đầu thì con Jack nó mạnh hơn trông thấy rồi nó sẽ dùng cái e để áp lực đẩy đường tích nội tại và sau đó thì proxy way 4 proxy way 4 xong thì kiểu gì cũng có tiền để mua tái sử dụng cùng với trường kiếm nếu lát thì tốt khởi đầu bằng kiếm đầu ra đánh onin đến từ Zeroth, bật e lên lấy được cái nội tại của sọp sọp lại chọc nội tại và cái e có rách rồi kiểu như là đọc não lẫn nhau thôi tiếp tục đánh tay chấp khá là nhiều linh đến từ Zeroth để lấy số của nhịp độ và giữ số của nội tại nhưng mà sọp thì đánh an toàn bằng khiên thôi máu từ khiên hồi lại sẽ là tương đối nhiều nhưng mà đẩy đường chắc chắn là zeros đẩy trước lên hai lại tiếp tục bật e áp lực và sau đó thì e hai hơi chậm đến từ zero sọc có nội tại zero thì hết e nội tại nhả tay đến từ vị trí của sọc zero đang quyết định bỏ qua chỉ số pha để giữ máu không cho sọp chọc cái nội tại vào người level 2 có e có q đến từ zero ngay lập tức phải giật về mà thôi để có rách thời điểm này em q chúng sẽ đã mất máu nhiều rồi đó, lọc, quay, lọc, quay. lọc big way lọc way tất cả hai way luôn Tích hai quay này lại anh em hãy để chậm anh em nhé cái quay này để chậm để quay thứ ba bởi vì sao phải để chậm quay này nếu mà để nhanh quá nó vào trụ là nó sẽ không proxy được quay 4 anh em ạ đó để cái quay này ở đây này sau đó cái quay sau nó sẽ nhập vào eq tốt đến từ zero không dính bất kỳ một quy trí mạng nào của xò cả mất máu nhiều nhưng mà máu này vẫn có thể đủ để proxy Đập ly bóng sắp code ha tiếp tục đánh tay để lấy số nhịp độ cùng với giữ số nội tại tám số nội tại thì con jack này nó tốc độ đánh rất là cao và sau đó là một pha vòng ra phía sau đến từ zero để proxy lý thuyết là đúng đấy À, bật e để proxy cái tên này sau đó thì đi bộ trở lại khu đường trên thôi Ui, dùng cả quy ăn lính ạ, à, vãi <laughs> nhưng có mắt này sọp có thêm một kinh nghiệm nữa không sao đấy năm trăm tiền này anh em này đủ cái tái sử dụng với là trường kiếm luôn đó kiếm đâu ra không ừ, hack à? ui kiếm mất đầu <laughs> <thì kiếm motherfuck. cười> <laughs> Ủa sao TP đây em? <laughs> TP luôn rồi. Rồi mất TP sao con a chóc này nó về nó TP lại level 5 ông đánh kiểu gì với nó đây? Thường là level 4 đánh với level 4 nó sẽ bị thua đó. Level 4 đánh với level 4 là con rách này nó thua đó. Hơn trang bị luôn nha, hơn cái trường kiếm cũng thua đấy nha. TP quay này rồi thường proxy xong đi bộ lên top là có thể sẽ mất tầm một đến hai con nhưng mà chấp nhận mất một hai con để giữ tp ấy. chấp nhận mất một hai con lính để tp để giữ tp vì là bốn đánh level năm sau đó lên level sáu là cái level rất là khó dành cho jack ấy. thì thời điểm đó các bạn có thể bán máu để farm mấy cái tên đó lên level sáu sau đó thì mất máu nhiều quá thì về tp lại đánh được tiếp này sop về tp lên này ew sau đó thì nội tại may là lớp hai không giật về nha bắt đầu thấy level bốn là solo với cả con a à, chắc phía bên kia là không dễ rồi ha tiếp tục e vào W đánh tay đến từ Zero sau đó thì 3 Q free đến từ vị trí của sọt Q1 Q2 Zero lách like hai Q chí mạng tốt tốc biến lên và sau đó thì là một tình huống E, Q và làm choáng rất thương lật <laughs> <laughs> là... là à? là <laughs> sao không giết ra chóc này cắm mắt đánh rất mạnh ở cấp độ 1 luôn vì cũng không có rừng nên là cắm mắt sớm không sao cả anh em ơi rất nhiều khán giả đang ngồi xem đó là Slider rồi anh quyền thì phải e ăn lính đến từ Irelia <laughs> Zero thì đánh rất là mạnh ở level 1 Ngọc chinh phục cho phép con dây là đánh Odin rất là khỏe anh em nhé Cùng xem xem là kiểm soát những level đầu thì Zero sẽ lấy được bao nhiêu máu của Irelia Và liệu rằng Irelia sẽ lật lại ở level 6 hay là level 2, level 3 đây Cầu sớm cổng gia tốc rất tốt Lát thì sẽ là Đấy cái đó. Ừ. 8 trên 12 Bên kia thì là hiện tại đang ở con số 3 à, con này là e, là nhỉ? Chắc là vẫn tiếp tục solo với sọp đó anh em ơi Mục đích quay tràn trụ này Quay này thường là kéo rừng lên đai này Thời phong vũ là tầm này là Meliodas chắc chắn là vào vị trí Chuẩn bị đai trụ rồi Một đổi một vẫn lời anh em nhé Đai những cú như này một đổi một vẫn lời Cầu sấm tiếp tục trúng nha Cầu sấm cổng giá tốc hai pha liên tục đều trúng đây là trạng thái mà Irelia sẽ lấy level 3 cùng với 4 stack nội tại này anh em này. Cố gắng đánh tay trong lúc đối phương quy lên, cầu sấm trượt. Trăng dây làm choáng với 4 stack nội tại đến từ Irelia, đâm quy vào Onin rồi. Cổng gia tốc được mở ra sau đó thì đứt flash đánh tay và tốc biến đi và sau đó thì là lôi phạt nhưng mà không dám chỉ thiên vào mất máu nhiều quá. Đó, cái trạng thái mà Irelia tích big way xong rồi không có dừng lên đai là nó sẽ tích tầm 3 stack nội tại xong rồi nó đâm quy vào kiểu kiểu vậy đấy. Nó sẽ là bốn stack nội tại đâm quy vào luôn đó. Xử lý cũng là khá căng đấy tất cả hai team nha là mức đoán tay á Ah, game kìa Sao bị miss nó đánh tay à? à nó à? à, mấy nào không thị đây, Giao lộ ơi Quay này là quay hơi xấu cho Aurelia rồi Bắt buộc phải bỏ quay 6 con để bấm B về TP trở lại Khi mà con dây nó đã dịch chuyển lại rất là nhanh Một pha xém chút nữa là đi bụi đến từ vị trí của Lộc Cầu sấm tốt lần về nhà vừa rồi thì lộc có được cho mình một trường kiếm và đi nay được khá là nhiều lính đến từ uh, đối phương bên phía bên kia là 11 choáng tốt này căng nhà căng nhà căng nhà cầu sấm tiếp tục trúng này đánh tay một đòn nội tại sau đó giật về mà thôi à không đòn nội, đòn vừa rồi không có nội tại anh em ơi một thế lính rất khó dành cho Aurelia Pha này cầu sấm hack não trượt rồi Một trường kiếm đánh cùng với một cái giáp lụa Và lợi thế về lính đang là rất nhiều dành cho Zeroth Power farm 100 CS hơi khó Level 6 nó ôn đi rất là mạnh Với cái cái cái, lưỡi kiếm tiên phong Lách choáng cầu sấm Chuyển dạng chỉ thiên Đánh tay bật đứt lôi phạt một cái Không đánh tay được thêm một đòn nữa rồi Không sao Vẫn là một pha né choáng rất là tốt Và xử lý ở cả hai dạng ổn Nửa cây mất đi đến từ vị trí của SOV Cầu sấm hách não rất tốt đến từ vị trí của Minh Lộc Và sau đó là những đòn đánh tay cấu rỉa tiến ngoài Bật đứt reset đánh tay tốt và lao lên với QW đến từ sọp chỉ để cố gắng hút máu lại mà thôi Trang dây làm trắng tốt nhưng mà mất máu nó quá nhiều rồi Băng trụ với Q hay không đây Đánh tay, Q, đánh tay Ê! là đổi mạng dưới <laughs> rồi Lọc đang lưu chi đấy Nó đang lưu lẻ rồi Hết mana Hết mana, bật W ở dạng búa Thế là hết mana, không e được Ây <laughs> á Là đổi mạng dưới rồi Lọc đang lưu chi đấy Nó đang lưu lẻ rồi là cứ solo thua sọp cái kiểu là cứ còn một hit đánh hoặc là thua kiểu như là thiếu mana tính toán mana ở dạng búa không không đủ tốt hết Họ chắc là phải chờ đến cái kèo rách uh, Fiura uh, Fiora gì đó để gỡ thôi cắm mắt vào chưa nâng kỹ năng đến từ Zero sọp đơm được hai đòn đánh tay nhưng vì bụi cỏ này có mắt rồi nên là sọp sẽ phải đứt uh, sẽ phải đi bộ ở bụi cỏ khác đi xuống bụi cỏ sông dưới ạ uh. nâng W cấp 1 tới từ Zeros sau đó thì sọp bỏ qua 6 con lính để bắt đầu tấn công với những đòn đánh tay Zeroth đi bộ lại tiếp cận với tình huống áp sát đánh tay quy đánh tay rất tốt từ từ sọp và Zeroth đứt hồi quá lâu nên không có sát thương trả lại tới từ kỹ năng chỉ có những đòn đánh tay mà thôi nhờ bấm bình lên với khi đau đan và ngọn dao thứ hai thì vẫn ok w trúng sau đó thì làm mềm lính để lấy level 2 nhưng mà level 2 đối với Zeroth nó vẫn còn cách tới hai con không sao một con lên hai được rồi xử lý hai con lên hai và sau đó tiếp tục đâm quy vào với bốn stack sọp đi rồi Ừm. <laughs> hmm. Một pha bán máu ở level 1 tốt tới từ Zeroth để có được cơ độ 2 Và sọp đánh ở trước 6 con lính thì không đủ đam để Odin oh. người Nên đã mất tốc biến rồi Ồ oh, vào kèo tủ ha kèo tủ ha Sọp oh. oh. về đây. TP trở lại với tình huống mất tốc biến và level 2 đánh ở level 3 Zeroth không bị áp lực quá nhiều vì vẫn còn nhiều máu nên là vẫn reset được cái quay này một cách an toàn Chắc chắn là sọp sẽ không đủ đam để giết Zeroth rồi đâm quy lên đâm quy quy đánh tay đứt liu à, hay ngay ngay cái đứt liu nó, nó, nó cao tờ được lượng sát thương đến từ dây phía bên kia và xử lý cực kỳ ác ok chưa ok chưa kéo tủ ha kéo tủ ha sọt đánh ông cấp độ 1 và đánh fail rồi một chút gỡ gạc dành cho minh lộc với quả xử lý ác ok đây cấp độ 1 đã nâng e và có một tiêu trang trúng rồi cắm mắt sọp cũng cắm mắt choáng chúng đánh tay và sọp gì nâng đứt cấp 1 và đứt vào mắt thế kia sọp cố gắng phá mắt và bị mất rất là nhiều sát thương lên mắt cho thiếu vừa rồi đấy nha vẫn đang tiếp tục đi vào bụi cỏ đấy từ dây để lấy tầm nhìn cho lính sọp có thể phá được con mắt với một lượng kinh nghiệm nhỉnh hơn nhưng mà mất lượng sát thương không hề ít ở cấp độ 1 điều đó khiến Zeroth uh, cũng uh, bị mất đi một con mắt trong bụi cỏ. Sắp nâng cấp một phá mắt luôn ha. Nên là cho sọp đánh tay để Zeroth có thể trả sát thương từ lính Anh em hiểu cái lý thuyết không? Là sọp sẽ đánh tay Zeroth liên tục vì Zeroth không còn mắt nữa Nên Zeroth bắt buộc phải điều bị cỏ cho lính nó có tầm nhìn nó trả sát thương ấy Để ra đánh tay lên tướng thì lính nó sẽ trả sát thương vào dây mà Tiếp tục dùng E để choáng hack não sọp rất là tốt với cú chỉ thiên Hồi phục lại từ khiên Cùng với ngọn gió thứ hai anh em ơi Ngọn gió thứ hai hồi được 54 máu rồi này Trăng giấy choáng rất là tốt, level 2 đâm quy lên Đâm quy về Nhưng mất quy mất rồi cắn mình lên luôn không đây Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ Là một pha sọc quáng reset cái turn này mà thôi Băng trụ tôi nghĩ là không đủ sát thương Trăng dây làm sáng rất tốt Đâm quy, đâm quy nhưng mà vẫn đang level 2 Đến từ Zeroth, đâm quy level 3, W đâm quy Tốc biến đến từ sọp vì tránh một tình huống tốc biến đánh tay Tới từ Zeroth, Zeroth đang cố kéo lính đóng băng lại Trước khi về nhà TP trở lại Rồi đóng băng rất là tốt rồi Wow, xử lý rất căng đến từ cả hai bên luôn Zero đã tính cái lượng kinh nghiệm lên bà rất là tốt sọp chưa về sọp bắn cầu sấm xịt nếu như thế thì có lẽ vẫn sẽ là một tình huống sọp mất lính mà thôi mất xe to rồi sau đó nhấp nhả liên tục cản bấm b về của sọp sọp bị cản bấm B về rồi đó <laughs> 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 sọp chưa về ha sọp biết là Zero vừa mất quy nên là ở lại luôn chứ nếu như pha này mà có quy là có thể phát lên quy đấm chết con dây phía bên kia được. Mà lên level 4 đến từ em Trăng dây khá khéo và level 5 đủ mana đâm Quy vào Và sau đó là Quy hai lượt rất nhanh Kể cả bị lôi phạt cũng có thể đầy, uh, Flat lên đánh tay được anh em nhé Xử lý cái E khéo dữ à E1 Q, E2 này Mắc tầm luôn này, nhìn cực kỳ khó luôn này Sọp mở cổng gia tốc vẫn dị choáng này Sau đó là level 5 dành cho zero Kể cả là phát này không level 5 mình nghĩ vẫn win đó Phần này không level 5 vẫn win anh em nhé Vì nó đủ mana để Quy ấy Giờ thì flat lên đâm quy hai lượt ngay lập tức là chết thôi Đủ mana không nhở Không biết là đủ mana không ta Đủ anh em, đủ Kéo tủ ha, kéo tủ ha Ok chưa, ok chưa Kéo tủ solo, kéo ngược kéo xuôi ire với dây để win Rồi, cấp một cắm mắt đến từ uh, nhưng mà sọp không quyết định đánh láo cấp độ một nữa Đức lưu giảm đan chỉ thiên Nhưng mà đứt xịt không có sát thương rồi Không có sát thương và không có stack nội tại luôn sau đó thì sọp Onin Zeroth không đổi bụi cỏ mà quyết định đi bộ đánh tay luôn Đi bộ đánh tay cận chiến thế này thì dây rõ ràng là lỗ rồi Sau vẫn đang có định onin in với một con Irelia tích được khá là nhiều số của chinh phục Lại có W lại được farm lại lên hai được rồi này Level 2 với QW là ok rồi anh em ơi W thành công đến từ Zeroth chuẩn bị lên 2 Con lính chưa đủ level cho cho, cho Zeroth rồi Nó sẽ còn thiếu một con nữa nếu mà an toàn thì đánh ở level 3 thôi anh em Sọt mất nửa cây rồi đó Tất nhiên là sọt farm tốt hơn Mà sọt mất máu nhiều rồi nha Đánh kiếm đánh với khiên Mà khiên còn nhiều máu hơn kiếm rồi Choáng rất là tốt W có đam và ăn được cả lính nữa Đang cố gắng clear nhanh tân lính lên 3 đến từ Zeroth Sọt với ngưỡng máu này thì Tôi nghĩ là khó rồi Tôi nghĩ là khó cho sọt rồi còn cái bánh bích quy nhưng mà phải xử lý như thế nào để cái quay này về nhà bổ sung trang bị đây chỉ thiên trượt đến từ sọp Zeus có cơ hội để lao lên onin choáng rất là tốt, đánh tay một đòn, sau đó tiếp tục đánh tay nhấp nhả, sau vào cái lôi phạt này, đứt li flash đánh tay nhưng mà sò flash rất nhanh cho thứ vừa rồi, nhưng mà sò vẫn flash trả được cầu sấm á, level 3 cho Zeus là end game, gần như là end game, sò đang có reset để về dịch chuyển đây anh em này, sò uh, sẽ phải về mà thôi, tôi nghĩ là phải về rồi đấy. Ủa, wow, nghệ 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 nghệ, được em ơi, được em, được em. Nghe <laughs> <laughs> kinh chưa? Ác 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 ác, ok chưa? Tiếp tục là Yre với giày à sọp muốn gỡ nữa Kẹo này là sọp thua ba ván trắng rồi đấy Rồi cùng xem xem là ván này thì nó có khác đi hơn so với hai ván trước hay ba ván trước hay không Nào cấp 1 Chưa nâng kỹ năng sọp thì chuyển dạng búa ở cấp độ 1 Chỉ thiên tốt đến từ sọp chuyển dạng đánh tay tốt luôn Điều bụi cỏ và sau đó thì không nhận quá nhiều sát thương từ lính Rồi nó cũng chưa nâng kỹ năng Các bạn thấy cái khiên nó đi đường mạnh Mạnh Thực sự nó đi đường cực kỳ mạnh luôn Nó hồi máu lại cùng với ngọn gió thứ hai đó là combo đi chung với nhau ấy Choáng té thôi Sọc cấp 2 đang đứt lưu rồi Đứt được hai đòn thì ăn một cú choáng và bị lính bắn cũng là khá đau Nhưng mà rõ ràng là Zeroth đã phải dùng E để có thể cản sát thương của sọp Trả sát thương lại Nên là cũng không pha được bất kỳ một CS nào Đây sẽ là một tân lính đẩy nhanh ở level 2 đến từ uh, Và Zero sẽ có được 4 stack nội tại với cái tân lính này Nhưng mà với level 2 thì chưa ôn đi được Chưa có hộ E nữa Bộ quá, gần đã rồi Trăng dây làm trắng tốt Vẫn đang level 2 Với một stack nội tại Đâm quy lên luôn không? Quyết định không lên đến từ vị trí của Zeroth vì sau đó level 3 Level 3 với hai stack W là stack thứ ba Đâm quy vào đánh tay với 4 stack luôn Còn choáng Trăng dây làm choáng và sọp tốc biến né choáng Sau đó thì Zerot có lẽ phải tốc biến chạy để né cầu sớm hay như nào đấy Zerot vẫn giữ được tốc biến nhưng mất máu hơi nhiều Bắt buộc phải bấm bình TP còn Với ngưỡng máu này thì sọp vừa quy vào lính rồi này Zerot Sọp vừa quy vào lính rồi Một pha fake bấm B về đến từ Zerot Sọp vẫn còn ở lại và Zerot nếu mà áp được level 4 là win Ok, level 3 vẫn win đây mà ba vẫn win. Tự, tự đánh nó lộc đây. Khảo <laughs> à, không đánh cái lộc chết rồi. Để... Sọt bật tự động đánh ạ. À. Một hit từ trụ là quá nhiều cho tình huống này. Giờ nó không đủ mana W đây anh em ơi. Sọt mở cổng ra tốc nhưng mà không lách được cú choáng vì cũng không có tốc biến nữa. Cho cái đó thì giờ nó vẫn level 3 và không đủ mana để W nha đâm quy vào đâm quy sau đó thì phát đi nếu các bạn tưởng tượng pha này mà sò không chịu một hit từ trụ á nó mở cầu ra tốc nó bắn cầu sấm trúng, sau đó thì nó chỉ thiên vào là zero phải bắt buộc dùng cái tốc biến này né chỉ thiên may ra mới sống nhưng mà cũng khó lắm nhưng mà sắp ăn một đam trụ cho à, tình huống này cứ, 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 và bị uh, solo kill nữa rồi à, không đánh cái độc chết rồi từ chuyển anh cá sấu đẩy cá sấu đẩy cá sấu đẩy <laughs> cá sấu không đẩy ai đẩy, đẩy. <laughs> Cá sấu không đẩy ai đẩy sọp, sọp kiểu cá sấu không đẩy ai đẩy á chóc đẩy à. <laughs> kiểu này thì con cá sấu vẫn có thể đánh được ba level đầu tốt và sau đó thì kêu dừng lấy băng trụ hoặc là proxy wave 4 sau đó về quy đổi Q hà lịch quy một rất tốt, sọp hay bị một cái là a chóc này ở sọp quy một chưa hơi nhiều, quy hai tốt, nhưng mà cầm khiên với cầm Q cấp một con cá sấu nó hồi máu cũng nhiều, quy tốt này, quy rất tốt luôn đấy, vừa ăn lính vừa cấu rỉa nhưng mà chưa mất một con lính nhỏ, không sao, trên 50 mươi độ. Q trên 50 độ thì sọp với tình huống mất quy cấp độ 1 hồi cực kỳ lâu thì bắt buộc phải nhường thế trận đẩy lại cho Zeros thôi. <laughs> Zeros cấp 1 ca 6 đẩy. Làm, Làm gì với cái này đây? E quy tốt, sau đó E về. Mà dính quy 1 nha. Lát thì con vừa rồi để dính quy 1 là hơi mất tí máu đấy, không sao đâu sách trụ à giờ đốt tính ăn sách trụ à chắc là chắc ăn được không em sọc đang quăng xử lý dưới trụ thôi cái tên này là cái tên free cho cá sấu rồi nhưng mà nó vào cái thế lính nó hơi khó để mà e lên đấy nha dính q 1 này q 2 thì sọc quyết không e lên không biết là có e hay không rồi sọc hết ba q rồi ha tới lượt đốt đẩy ha q box giáp cốt rất là tốt đẩy nhanh proxy tên sau không em ôi mấy con xe to rồi không proxy way sau thì cũng không sao đâu bởi vì ca sấu level 4 đánh với a chắc level 4 thì thực ra cũng là kéo cân à. Nó không như kiểu con rách nên con rách level 4 đánh với a chắc là thua. Còn ca sấu level 4 chơi được nha. Căn tình huống đối phương Q3 sau đó e lên đứt nộ rất tốt đến từ Zero. Ôi cái pha e này sọp đọc não ác luôn ạ. W thành công đến từ sọp. đứt hai giật về đánh tay e đánh tay nội tại. Trời ơi sọp xử lý a chóc mượt thế. Q1 tốt luôn. Q2 góc vuông đẹp. Q3 không tốc biến hay là e lên gì cả đến từ sọp level 4 trước cho Zero. Sọp điều Q a chóc khét vậy. Các bạn thấy không? Nó ăn nhau từng cái, từng cái tiểu tiết mình reply mình xin phép reply cái pha này một cái này. Zero nó còn cái E2 50 độ này anh em này. Mà E2 sọp nó lách like cái nhẹ này, sọp lách like về cái nhẹ xong lại còn lời một đòn đánh tay nữa. Ờ, uh, nó còn nó còn khều nhẹ đòn đánh tay trước khi mà Zero giật về nữa. Nó đánh cái, cái, cái căng dữ à. Sau đó W sau đó thì đánh tay một đòn, sau đó E đánh tay nội tại rất là nhanh, đánh tay một cái là nó gần như là hồi nội tại luôn. Và sau đó thì là E đánh tay cancel nó đánh cũng cực kỳ mượt. Thanh thoát thật sự đấy. Nó bổ Q1 xong Q2 góc vuông Ờ Hết E rồi, phần này hết E rồi anh em nhé, sao hết E rồi Rồi nó bắt đầu có rượu bị uh, miss lính rồi uh, Vẫn đang cầm chất tướng nhỉnh hơn nên nó farm được tầm 20 so với khoảng chừng 15, 16 phía bên kia của sọp Q nộ tốt Đó, level 4 là cân kèo rồi này EW thành công E lên phát đứt đối phương nhưng mà đứt thường đến từ dây đốt Q nộ hồi máu Sọp hết Q rồi, à sao còn Q không? Q1, Q2 quy E Nội tại Q3 không có đủ sát thương đâu Q3 flat không đủ đam đấy E lên Đứt nộ không Không Tiếp tục là một tình huống quy hồi nộ Cùng với máu lại một chút Đến từ Zeroth Cả hai đều chơi bằng khiên anh em ạ Rất là giống đánh giải Trên 50 nộ nhưng mà máu cầm tầm 300 Đánh với 500 máu thì hơi, hơi lỏ rồi Lộc ơi Này phải kéo dừng lên với đứt nộ thôi Dính quy một Mà sọp W xịt ạ à. Ờ. Quy một trúng thường W bao giờ nó sẽ trúng anh em nhá Cái tầm của W bao giờ sẽ là quy một trúng Nhưng mà sọp giật về à Quy một sọp giật về một nhịp xong mới W Ây Đứt trúng quả này lượm rồi Tiếp chúng là cá sấu mất e rồi anh em. E Q2 vẫn là rất tốt ạ. Đau đau lọc ơi, đau lọc rồi, cần về tivi em ơi. Khó quá về tivi em ơi. E lên Q nộ sau đó thì là một tiếng đánh tay e về giữ 50 nộ nhưng mà hết e. Một con cá sấu hết e phải đó mất con xe to, tốc biến lên đánh tay đứt nộ đến từ vị trí của đốt đánh tay Q sọt Q1 flash, Q2 e lưu nội tại đứt hai giật về hay không. À. Đó, nhiều lắm luôn nhiều rồi. <laughs> tính flat lên chơi lớn ở level 5 thấy sọc level 4 flat lên lane... flat lên xong đánh tay mới đứt nộ à phải không phải không? flat lên đánh tay một đòn trước khi đứt anh em ơi flat lên đánh tay xong mới đứt reset nào đánh tay các thứ luôn đấy nó đánh tay quy nhưng mà không có e hết e rồi sọt quy 1 flash rồi cá sấu hết e hết flash rồi làm gì con a chóc bây giờ nó bổ 3 quy vào đầu chịu thôi quy 1 Q 2 e w nội tại rồi <laughs> 4 3 tỷ số là 4 3 sau 7 game anh ơi đổi keo à đổi kèo à lộc chuyển sang đánh a chóc lộc chuyển sang đánh a chóc đánh với cá sấu của sọt nhá lại giờ tài liệu lại giờ tài liệu <laughs> tới giờ tới giờ giờ tài liệu cái <laughs> này thì cấp một chắc chắn là con cá sấu sẽ đẩy thôi mình đánh từ từ level 3 full combo là ngon giữ máu thôi anh em ơi. À. mang giáp cốt để giảm đam đứt nộ các thứ ha cấp một nội tại q một một không chí mạng cắm mắt ra quy hai luôn em quy hai luôn chứ còn chờ gì nữa đây quy hai quy ba rồi cắm đầu cắm cổ chạy không có sát thương nữa rồi tiếp tục đánh tay chờ hồi nội tại đến từ zeros và sọp có quy nộ quy á chóc sao mà hồi nhanh mà quy cá sấu được em nhưng mà quy trượt đến từ sọp ồ oh, sọp có một pha quy nộ trên 50 nộ nó đã ra đi vào không khí rồi quy hai có vuông trượt rồi nhưng mà cá sấu nó hồi quy rất là nhanh mà nó sẽ lên hai trước thôi té em ơi level hai cá sấu nó e lên là chết đấy nhá không phải là chết mà là mất máu rất là nhiều luôn đấy ví dụ tình huống này mà sọp nó up level hai một phát anh em tưởng tượng nhá cái mẹo đánh cái kèo này là cá sấu nó sẽ lên hai sớm hơn và khi lên hai ấy cá sấu nó sẽ e hai cú liên tục kể cả là e nộ cũng cũng ok luôn á ví dụ quả này mà nó lên hai nó cắt vào đây nó sắt vào đây nó đánh tay từ nhà đến trường xong nó quy một cái là con đá chóc này hết máu à là kiểu gì cũng là cái thế là rừng nó lên đai lên 3 ba luôn á à, tình huống mà sọp chưa lên hai kịp bây giờ nó vẫn có thể về được với khoảng chừng nửa cây mất mình mất cái đỉnh hơi sớm mất cái bình hơi sớm đến từ Zeroth Nó không tối ưu cái thời gian hồi máu của Khiên Doran Không tối đa thay cái thời gian Cái cái hồi máu từ Khiên Doran đúng là thời gian Q1 nội tại, Q2 E tốt, sọp EQ và Zeroth cũng chả đam đâu vào đó Q3 tốt luôn, tốc biến đứt nộ ở level 3 nhưng làm sao mà đủ sát thương đấy sọp ơi Sọp vội rồi, đánh tay đổi đánh tay, giữ số chinh phục Chờ E lên nội tại một đòn sau đó giật về Sọp lỗi rồi nha Q1, Q2, flash đánh tay, e lên q ba, solo kill, sò vội thế nhở, sò vội thế nhờ sò flat đứt nộ lên vào cái cái, cái 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 giáp cốt đó, Sọ flat đứt nộ vào cái giáp cốt, thế không có tí đam nào rồi, rõ ràng đây là một tình huống mà sò đã không tin cái giáp cốt của lộc, này cái giáp cốt của sò cũng hồi, giáp cốt của lộc cũng hồi luôn này, level 3 cho sò, dính một cái q ba để lấy level ba. Nhưng mà bị hất tung này không đứt nộ được nên là sọp bắt buộc phải flash lên cho flash vào cái đứt nộ và cái, 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 giáp cốt thế thì lấy đâu ra đam đấy hết đam rồi bạn nhìn nó nó trừ 32 trừ 32 trừ 32 không à, vậy, ok ha cái giáp cốt vừa hồi giúp cho lộc có một lượng máu đủ để tiếp tục ở lại ở level 2 và e lên nội tại một đòn giữ 12 số chinh phục rất ok 12 số chinh phục giúp cho zero có một cái quả quy rất là đo, rất là to đam ở đây mà quả quy hai flash thì hơi mù mắt tí không sao <laughs> tỷ số là 53 cho z <laughs> ok yo lại giờ tài liệu xem cái gì đây xem kèo uh, tiếp tục là kèo a chóc cùng với cá sấu Đây làm lại cho sọp uh, làm lại kèo này phát cả hai bên nâng quy cấp 1 quy nội tại bóng dập cột lẫn nhau q hai vẫn trúng đến từ zeros cặp mắt ra đi bộ đánh tay giữ chinh phục nhưng mà q ba xịt rồi sẽ là một tình huống sọp aq ngược trở lại rồi thì đang đứng kế bên lính để sọc lỡ mà đánh tay vào mình thì còn trả sát thương lại từ lính nữa Rồi bị mít vào đánh tay à? Phải không đấy? Đúng không? Pha này là Rồi đó đánh tay vào lính sau nó nhả cái đòn đánh tay từ lính để nó trả sát thương rất là tốt rồi nha Nếu mà ăn con lính này là bị một đòn đánh tay free đấy nha Nhả sát thương con lính này ra, không đánh tay, giữ lại cái đòn đánh tay đó để trả ra đánh tay đổi đánh tay rồi tốt rồi này sợ ngắt cái nội tại đi em vẫn vào được nội tại nhưng mà bị hơi chậm một tí rồi không sao sao vẫn sẽ là một tình huống quy để hồi máu cùng với dọn lính lên hai rồi đó tiếp tục có hai quy có quy góc vuông luôn ác chưa Quy ba để xử lý con lính phía sau nhằm có được cơ độ hai sớm một tí nhưng mà không được rồi nó bấm bình sớm luôn rồi sọp thì hai ván đều tiết kiệm cái bình này luôn Sọp 3 CS, Zeroth sẽ farm tốt hơn rất nhiều Sọp E lên nhưng mà sau đó thì Zeroth cũng đã level 2 Đó các bạn thấy cái kèo này nó không không khó với cái kèo Zack đâu Zack level 1 nó khỏe hơn con cá sấu này nhiều ấy Kèo này ít nhất là à, chắc vẫn level 1 nâng quy để mà trả đam được với là lên level 2 được Chứ gặp con Zack là nhìn lính thôi Chỉ có thể nhìn lính thôi, chỉ phải nâng E cấp 1 nữa Phan này Zeroth không E lên là đúng đó E lên cá sấu trên 50 độ nó cắt một phát là cũng mất máu nhiều nha Sọp E lên một cái là Zeroth phải E về Kèo này bắt buộc phải đánh thủ à? hai ba level đầu Nội tại đổi với đức nộ nhưng mà có giáp cốt đến từ vị trí của Zeroth và lên level 3 được cái máu này là quá ngon rồi Cả hai bên đều sẽ hồi máu từ khiên Nhưng mà só vẫn còn bình nha Lợi thế cho Zeroth là uh... Những cái đầu đầu đánh thua không quá nặng So với sò phía bên kia Nhưng mà sò vẫn còn bình máu nhỉnh hơn Nó có thể là một thứ công cụ outplay cho những pha onin Hôm trước mình đã phân tích rất là kỹ về cái bình này rồi Ăn nhau nó là một chấm máu Và cái bình này nó sẽ là cái công cụ outplay Lát hết dưới trụ thì trượt hơi nhiều Rồi quy khéo Đứt cũng khéo luôn Q2 có vuông trượt rồi, Q3 cũng không ăn được lính. Nội tại đổi với Đức. Chưa có giáp cốt, không lời. Nội tại và lính hồi máu lại. Mất cái E nhưng mà không sao. E Q Đức hồi gần như là đứng đồng thời điểm với nhau. Cặp mắt ra đánh tay không, không còn mắt nữa rồi. Q1. Quy Q1 quy xịt, không điều E này lái Q1 luôn nhưng mà điều được cái E lái Q2. hết Q té nha, cá sấu trên 50 độ nó sắt lên đứt nộ nha. E lên đứt nộ là cái chắc rồi. E lên Q, đánh tay, E nộ đến từ vị trí của sọp, Q 1 flat, Q 2 E Đánh tay và sọp sẽ phải tốc biến chạy Ê Ê Ê Ê Ê, tốc biến đi chứ còn chờ gì nữa em <laughs> E, Q chết đâu, E, Q chết đâu Đánh tay E, đánh tay Q, nhưng mà Q một xịt rồi Đi bộ thần W đi em Ây <laughs> yô, <laughs> căng thế nhở <laughs> <laughs> Ôi, về, về TP nữa gì nữa cá sấu nó về TP rồi em còn ở lại đây Hello. Ê, chưa về, sao chưa về Căng nha, căng nha, Q1 không đủ đam Q2 thì sao, Q2 là đủ đam đó Q2 có vuông là đủ đam đó Sao vẫn ở lại Cả hai đều trì với nhau xem là ai Ai ăn nhau một chấm máu như thế này Cá sấu mà tiếp cận được thì nó cũng là một combo đi luôn Kể cả cao giáp cốt E Q1 cấp 5 dành cho Zeroth Có nội tại, nội tại và lính rồi Sọp E lên, Sọc không dám E2, sọc quy nộ hồi máu sau đó sọc sắt E nộ về rồi EW chúng là chết, EW chúng là chết, EW quy một sang ngang em ơi. Đứt giật về quy một đánh tay uh, quy hai góc vuông, quy hai góc vuông. Trời ơi, lộc coi xử lý ăn à? trong lỗi với em. EW quy một sang ngang đủ tầm không? EW quy một sang ngang ở đây này, quy một sang ngang ở đây này anh em này. Là đứt hai nó giật về quy hai chí mạng là chết. Cái combo của chắc bao giờ nó là như vậy. EW thì nó phải là quy một sang ngang, còn nếu là quy 1 w thì quy hai góc vuông. Còn nếu là EW một, thì quy một sang ngang, đi đến đây đứt q một sang ngang đứt hai giật về q hai chí mạng là một trăm phần trăm chết nha anh em nhé nhưng mà đứt hai giật về q một thì lại không ngay sau đó thì căn cái q hai góc vuông cũng không đủ tầm nữa rồi lỗi combo em ơi lỗi combo rồi Sorb tự nhiên e lên e nộ về tôi tưởng là sắt e nộ vào thẳng con a chóc thì không không kết quả vừa rồi mình 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 xin phép reply tí anh em nhé kết quả này này kết quả là mà Sorb mà nó có trên 50 mươi nộ rồi này, này. Nếu mà nó E1 lên Sau đó thì nó E nộ vào con A chóc này Thì cái giáp cốt nó hồi lại Mình sợ là không đủ đam ấy Cái giáp cốt nó hồi lại sợ là đứt không đủ đam luôn ấy Nếu như mà không có giáp cốt pha này mình nghĩ là có thể đủ đam đó Nếu mà E2 trúng Sau đó thì quy lên để đứt nộ Quy lên lấy 100 nộ các bạn Vì E là nó tốn 50 nộ rồi Bắt buộc phải quy lên để lấy 50 nộ còn lại để đứt thì nếu mà e nộ cùng với đức nộ cùng một lúc cùng với một quy thường mình nghĩ là có thể đủ đa nhưng mà trong trường hợp nó không có giáp cốt nha con này thì có giáp cốt thì sọp giật về đó, là hợp đó, lý đó, đó, nhưng mà giật về nếu mà zero xử lý đúng trong quả vừa rồi là, là sọp đi rồi đó, đó <laughs> quay này thì về tp lên top uh, hai trường kiếm hai bình máu sọp um, về tp lên thì mất hết lính rồi lợi thế cho zero về kinh nghiệm Kiểu này cá sấu lên 6 nó khỏe anh em nhé con a chóc này mà bị uh, mất quy xong cá sấu nó only nó đổi chiêu cuối là con a chóc này mủ à cái hay của những đường trên là họ sẽ căn được cái thời điểm mà đối phương hết ba quy xong rồi đổi chiêu cuối với đối phương ở dạng uh, không, có chiêu, không có chiêu quy các bạn thì là cực kỳ lời dành cho những đường trên đối đầu cùng a chóc luôn ba quy chí mạng đến từ Zeroth, chiến binh tận thế đánh tay và sọp đang ở level 5 mà thôi sọp không đủ kinh nghiệm lên 6 và sọp từ nhà đến trường rồi một pha win -chay dành cho Zeroth Chết không Đi bộ theo Q2E Không được rồi Một pha win -chay cho Zeroth Khi mà solo với Chóc mà nó còn quy ở dạng chiến binh tận thế Nó siêu khỏe luôn các bạn nhé Nhưng mà nếu như nó mất quy rồi thì các bạn Onin bắt buộc nó phải rờ chạy á Thì cái R đó của nó nó cực kỳ là phế Không có tác dụng Nên là đường trên mà đánh những kèo như kiểu rớt trước nó đánh nó kèo mà Yone với cả Chóc các bạn nó sẽ căn lúc bằng Ashok bổ quy vào lính ấy Sọp vẫn chưa về Sọp quang áp 6 Ok sọp level 6 Q2 nội tại Mà sọp làm gì có cái <laughs> gì để mà chơi nữa đây Sọp mất E rồi K6 đây bật R để dọn lính với cả à? hồi máu thôi Q1 tốt Q2 E lên Q3 luôn em Không kịp rồi Ê sọp vẫn ở lại này Rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đừng để nó E chúng là chết à, vẫn không đủ đam ta Nếu quả vừa rồi giật đúng xuống cánh dưới để uh, cá sấu nó không e trúng các bạn đúng. Quả vừa rồi thì đúng là cá sấu không e trúng thật Rồi đứng chết xuống cánh dưới đánh 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 rất là hay à à Nhưng mà đam không đủ đó. Nhưng mà cá sấu đến thời điểm này bắt đầu thu thua na chóc em thấy không à à à. lý do vì sao người ta pick a chóc này Nó là skillet tốt hơn so với cá sấu rất là nhiều Cá sấu đi lên nó thắng được tầm 10-20 CS Nhưng mà về sau nó rất là khó chơi ấy. Một khiên trụ cho Zero trước khi về Đánh đến kèo này bắt đầu thấy win, win rồi ha. Đánh đến thời điểm này level 7 rồi anh em này. Level 7 với 4 quy là win rồi. Level 5 là đánh ngang fail rồi. Level 6 à, quan trọng là ai dùng chú cuối hay hơn thôi. Mà a chóc đi đường nó không thể nào không bổ quy vào lính. Là... Gì... nó không thể nào không bổ quy chơi Đấy, hết. Rồi, bạn chỉ cần tránh được combo 3 quy chí mạng của nó sau đó bạn trả sát thương lại bằng chú cuối. Thì đối phương sẽ phải bật chú cuối chạy với dạng không có quy á. Hoặc là chấp nhận là một tình huống mất rất là nhiều máu. Thì a chóc nó sẽ Đấy, rất, rất là lỗ. Nhưng vừa rồi thì Zeroth đã có một pha bổ ba quy rất là tốt sau đó bật R đánh tay từ nhà đến trường. Vẫn là một pha win chay giúp cho Zeroth có một lượng máu nhỉnh hơn trông thấy. Và cái lợi thế đó được chuyển hóa thành một khiên trụ và một cái quay lính nhỉnh hơn. Zeroth cũng có rất là nhiều sát thương. Không quyết định mua giày thép gai mà là mua một cái... Giao hung tàn. Đây là một trang bị cộng rất là nhiều sát thương cho Chóc Và kể cả ở dạng không có chiến binh tận thế thì Chóc nó vẫn có đam khi mà lên đồ như thế này. Còn nếu mà lên giày thép gai là Chỉ có ở dạng chu cuối mới có đam thôi anh em nhé Q3 tốt Nội tại Một pha chơi hit mà thấy sọp lỗ máu hơi nhiều <laughs> Thấy chơi hit hết lại rồi Bổ Q1 Q2 Chí mạng nội tại Q3E Mất R đến từ sọp Bây giờ sọp mới là người dùng R để chạy và reset way Nhưng mà đi <laughs> à W e Q 1 Ok chưa? Rồi, cấp 1 cũng là nâng quy đến từ Zeroth sop cũng đã nâng quy bị bóc giáp cốt sop khởi đầu bằng kiếm Doran ran à cái này level 2 con a này rất là dễ bị mất máu này anh em này 3 quy đến từ Zeroth nội tại đến từ Zeroth bị bóc giáp cốt đến từ cả hai bên sop đánh bằng kiếm rồi sao chuyển sang đánh kiếm đấy, anh em ơi đánh khiên thì nó giống đánh giải hơn sop quy rất là tốt Zeroth đánh tay trả đòn và sop không đánh tay được trong tình huống này dính quy 1, dính quy 2 trí mạng dính nội tại dính quy 3 trí mạng luôn nhưng mà sop lên hai sop lên hai không kịp với một con lính nữa mà thôi Sọp không đủ khả năng lên hai để có thể trả đòn và mất máu rất nhiều đến từ sọp Không có khiên Doran nha Bởi vì cái này là đánh bằng TP các bạn Nên là cá sấu nó sẽ không phát huy tối đa sức mạnh của nó Nếu mà lên thiêu đốt cùng với Nếu mà lên thiêu đốt cùng với cái kiếm Doran á Thì áp lực của con Achok này ở những cơ độ đầu nó không thể nào bằng so với con cá sấu được Nhưng mà cả hai đánh bằng TP sop 11 so với 8 CS gác được 3 CS một lượng CS nó bằng nửa wave sau hai uh, level, sau hai wave đầu tiên. Nó thì đánh chiu chiu đến tầm level 6 là sẽ gác được trước, trước khoảng chừng 10 CS. Nhưng mà chất tướng Aatrox thì nó vẫn scale rất là khỏe. Sop E lên. Sau đó thì quy nộ, E ngang rút lui khỏi cái lưu đến từ Aatrox. Rồi đó thì bấm bình rất là sớm rồi. Sop chưa bấm bình nên là mất máu hơi nhiều, tiếp tục là đánh bằng E Q1. -qu q hai góc vuông tốt luôn. Q1 thực sự là nó không bao nhiêu đam hết anh em ạ à. Chỉ th th thêm một đòn nội tại đến từ Zeroth nhấp nhả cực kỳ khó chịu Ồ oh. Sọp bắt đầu lao lên nhưng mà không đứt nộ cho huống này đến từ Sọp và Cũng không quy nộ luôn Sọp sắp hết e rồi này Lên em ơi lên 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 W xịt đến từ Zeroth vội vậy Tần lính rất to dính đứt nộ nhưng mà cá sấu hết e rồi thì chặt ba quy Không có W đến từ Zeroth thì làm sao mà nối ba quy được em W vội thế Thử cái tình huống này các bạn nếu như mà nếu như mà sọp đã dùng E như thế này rồi á Mà Zeroth E được về á Thì quả sau cái E con A chóc này nó hồi sớm hơn cái E con cá sấu rất là nhiều luôn Thì các bạn cứ nhìn cái cooldown của mình để tính cái cooldown của đối phương ấy Thì thời điểm này Zeroth đừng có W cú này Giờ sọp xong wave này rồi sao nữa Zeroth đi bộ lên từ từ chắc mình thuê 6 con cũng được Là bổ quy rất là dễ Bởi vì cá sấu muốn thoát ba chóc Thì phải đứng sau lính Mà đứng sau lính thì nó sẽ rất là dễ để combo ba quy trí mạng mà không cần dùng đến E cái quả này là sọp chắc ra không có E rồi nhưng mà đốt lại hơi vội với tiếng W và lính là cái này đáng nghĩa là có W là có thể ba quy trí mạng luôn đó nó chỉ được cái EQ1 bị lính đánh khá là đau lại còn dính tấp nộ nữa hơi lỗ cho lộc cắm mắt đi từ cả hai bên sọp bấm bê bụi cỏ hai và Zeroth mất mắt là bụi cỏ một giờ thì sọp sẽ fake bấm B về sau đó ở lại một cái là Zeroth lỗ Zeroth cực kỳ lỗ quay đây luôn giờ bấm B về một cái mà sọp nó ló đầu ra từ trụ hai là cái bụi ở cỏ hai này không quyết định của sọp cũng là về sọp cũng đánh cái lý thuyết kèo này nó cũng khá là giống với lý thuyết con rách rồi nó là đánh nhanh, nhanh đánh mạnh ở mấy level đầu gác được một ít CS sau đó về nhà với tình huống đi bộ lên à. Như vậy là sau quyết định xếp TP của Zero thì TP khá là vội vì cái tên lính nó đẩy ngược trở lại. Ờ. Ừ. nó khá là giống với cái lý thuyết của cái kèo Jack cùng với Achok ah, cũng là đánh mạnh ở mấy level đầu sau đó thì căn cái quay nó tràn trụ rồi về sau đó đi bộ lên. Sọp về nhà với ba bình máu đứt lưu nội tại sọp cắt lên rồi đó còn e nhưng mà bị sắt đứt nổ khá đau. Trả đam đi em ơi, ba quy chí mạng em ơi. Ê, thậm chí là chỉ có một quy trí mạng mà thôi không có w cái w là trong rất là quan trọng anh em nhé bạn có ba quy trí mạng đấy không nó phụ thuộc vào việc bạn có w hay không nữa đến pha này thì sọp đang có level 5 trước so với zeros và so có thể còn tp nữa w vào xe to mất rồi tốc biến đức nộ sát thương có lẽ sẽ là không đủ đến từ sọp ê, 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 con này con này con này <laughs> cũng muốn xem hai chú solo à con căng nha căng nha tất biệt giữ máu thôi rồi Sọc không có e băng trụ được không em giờ đó áp nam thì không băng trụ được rồi giờ đó mất xe rồi mất xe hơi nhiều đến từ lộc sọp proxy sau đó thì uh... với tình huống về nhà sau đi bộ lên đường trên khá là trễ thì tôi nghĩ là đã mất đã không mất tp rồi Sao vẫn ở lại à? Proxy đến từ sọp Zero thì bắt buộc phải farm đã Sẽ là một way proxy lên 6 dành cho cả hai bên nha Sọp sẽ lên 6 đó, Zero cũng level 6 Chiến binh tận thế lên chơi mình nghĩ là không lại Cá sấu thần cá sấu nó rất là khỏe và nó hiện tại là sọp lên có một pha quy nộ và lính rồi bổ quy vài đòn sau đó thì té thôi một ván đấu mình nghĩ là sẽ dài đó vì sau quay proxy này thì sau sẽ về bốn mươi mốt so với ba mươi tám tranh nhau chưa nhiều nha level sáu thì ba quy là chết ba con xa rồi Ơ ờ, sop như vậy là sọp mất TP quay trước rồi à? Sao mất TP quay trước rồi anh em? Hay là sọp cũng đứng ở bụi cỏ chặt hai xong bụi cỏ 2 ấy, xong rồi cũng bấm B về trễ xong rồi uh, cũng 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 TP lên cho thiếu vừa rồi để uh, gọi là cố farm thêm, cố gắng để lấy thêm một cái bình máu nữa chăng? Có thể. Kiểu như về nhà xong mua hai bình máu xong nó còn uh, ba mấy đồng xong đứng chờ mua thêm Ok như vậy cả hai đều mất TP anh em nhé. Bây giờ level 6 solo với level 6 và một bên là dao hung tàn, một bên thì là giảm hồi máu tới từ cái gươm đồ tể. Xem mấy kèo solo này cũng khá là căng não đến thời điểm này cũng chưa biết ai Em q 1 W sọp lao lên. Q2 góc vuông tốt tới thì Zero đánh nhấp nhà cấu rìa tốt. Pha này thì cả hai bên uh đều mất một lượng máu tương đối rồi điều một cú quy một tốt quy một bắt đầu có đam rồi đấy anh em ạ level level năm trở đi là quy một bắt đầu có đam rồi và khi mà có thêm sát thương từ ra hung tàn thì lượng sát thương cấu gì những tình huống những quy quy như thế thôi sát thương không đấy anh em điều quy hai tốt đến từ zero hai pha chơi hit đều tốt tới từ zero và cả hai bên đều có r mặc dù zero có pha chơi hit rất là tốt nhưng cũng đã chấp nhận bấm bình lên luôn rồi so vẫn còn một bình tiếp tục cấu diệp bằng q một thôi em đó đánh một hồi là con a, a, a chóc này nó win lên bằng những tình huống q một như vậy E, q hai sọp bắt buộc phải all in w thành công sau đó thì là một pha sọp mất chiêu cuối zeros sẽ hồi quy lại với chiến binh tận thế và solo một một ở chiến binh tận thế có quy thì nó sẽ là khác bọt bổ quy ăn lính đến từ uh, zeros để tránh sọp ăn khiên trụ rồi sọp chưa ăn được khiên trụ proxy tên này nếu mà sọp tất nhiên sọp không đủ đam đâu sọp mất e rồi rồi xong chiến binh tận thế lên free ba quy trí mạng rồi con là trong chiến binh tận thế mà lại còn có cái dao hung tàn đam nó to lắm anh em Mà sọp mất cái E pha này là chết rồi Tôi nghĩ là sọp proxy này không được dùng E ấy. Dùng cái E này là chết rồi đó Bởi vì E lên vào cái giáp cốt không đủ đam thế là Thế là mất cái cả lại E2 qua tường pha này mà con Atrox nó đi theo bằng chiến binh tận thế với cả EWQ là cũng chết rồi anh em Chắc chắn là chết luôn á Bây giờ kết quả pha trước mình phân tích thêm cho các bạn này Kết quả mà sọp bật R này là kiểu như vào cái thế nó bắt buộc phải bật R rồi ấy. Sọp bật R vì thấy rằng Lộc đã mất đi cái Q1 và lính Nhưng mà Sọp vẫn bị dính Q1 chí mạng này Dính thêm một quả Q2 chí mạng này Mà không dứt điểm được quả này Không ép được chiêu cuối luôn Zero rất là tỉnh trong việc giữ chiêu cuối lại nha anh em nhé Giữ chiêu cuối lại và chờ hồi quy Hồi quy với chiêu cuối thì con A này nó siêu khỏe Và mặc dù là có giảm hồi máu đến từ Sọp nhưng mà Căn bản là pha này giảm hồi máu nó không có giá trị gì nữa rồi Vì nó là cái thế mà A nó đánh trên cơ con cá sấu rồi nó phải là hai thằng cùng va vào nhau kìa cái cả pha này zero nó chỉ còn khoảng chừng 100 máu nó vẫn win <laughs> zero win một trượt đấy nha nhưng đứa hai vẫn giật về ok tiếp tục là một kèo nữa dành cho zero bảy ba hoa ha hôm trước thì là ba bảy hôm nay thì là bảy ba chốc sọ chốc còn cái kèo đánh nốt không còn cái kèo này đánh nốt không hay chuyển kèo không chuyển kèo sang Fiora và Jack rồi Ok hôm nay đến đây thôi anh em nhé Hôm nay đến cái game thứ 10 là tỷ số nó đã cân bằng là 10 đều dành cho cả hai bên Hôm trước thì là 73 cho sò, hôm nay thì là 73 cho Zeroth Đánh những cái kèo mà Atchok với cả cá sấu hay là dây cùng với dây cùng với Irelia Là những kèo tủ của là Ngày hôm nay thì Zeroth đã gọi là cân bằng tỷ số solo với SOV Uh, clip cũng đã khá dài rồi nên là chắc văn tùng xin phép dừng lại ở đây còn nếu anh em muốn uh, văn tùng tiếp tục reaction thêm uh, tất nhiên là cũng có một vài anh em thì cũng uh, có ý kiến ở các cái clip trước ấy là thực ra các bạn không thích jerome lắm vì jerome thì hơi nhiều tật uh, với cả cũng hơi nhiều drama các kiểu uh, nhưng mà mình reaction thì trên tinh thần là uh, xem cả hai đánh kỹ năng như thế nào thôi tất nhiên là thời điểm này thì jerome cũng kỹ năng so với thời đỉnh cao thì có thể là không bằng Sọp thì cũng thuộc dạng là đánh ở lên top Thì cũng có những cái kèo đấu mà nó hơi trái tay So với cả những cái bể tướng thường thấy của Sọp à, Thế nên là xem trên tinh thần là giao lưu Học hỏi kỹ năng cá nhân Và mình phân tích kèo cho anh em để anh em hiểu thêm về kèo Cũng như là sau này mà anh em có đánh xe mạng đơn Cũng những cái kèo như thế này thì anh em xử lý nó tốt hơn thôi à, Hẹn gặp lại anh em vào các clip khác của Văn Tùng anh em nhé. Bye bye